Thưa quý vị, mạng xã hội lan truyền thông tin về tờ vé số của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số, số kiến thiết Bình Dương bị in sai thông tin tuyên truyền. Theo đó, kỳ vé số ký hiệu 05K18 mở ngày 5 tháng 5 có nội dung kỷ niệm 69 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không 7 tháng 5 năm 1954, 7 tháng 5 năm 2023. Tuy nhiên, thông tin này là không chính xác. Thông tin đúng phải là kỷ niệm 69 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Trước vụ việc này, ông Mai Thanh Bình, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Bình Dương cho biết đang làm giải trình với ban tuyên giáo tỉnh ủy Bình Dương về việc in sai sự kiện lịch sử trên vé số. Trên các tờ vé số chủ đề và nội dung tuyên truyền là kỷ niệm 69 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 7 tháng 5 năm 1954, 7 tháng 5 năm 2023 thì bị in nhầm là chiến thắng Điện Biên Phủ trên không nhiều người cho rằng sự nhầm lẫn này ảnh hưởng đến việc tuyên truyền và giáo dục sự kiện lịch sử. Lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết bình dương thừa nhận đây là lỗi của công ty. Ban giám đốc công ty đã nghiêm túc tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh việc thiếu sự phối hợp, kiểm duyệt đối với quy trình của đơn vị in. Đồng thời công ty đã làm việc với đơn vị in đề nghị chấn chỉnh lại quy trình tạo mẫu thiết kế và duyệt mẫu in vé số. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Bình Dương đã có văn bản đính chính xin lỗi khách hàng.